Chào tất cả các bạn. Cá sấu nước mặn còn được gọi là cá sấu cửa sông, cá sấu hoa cà hoặc cá sấu Ấn Độ Thái Bình Dương. Ở Úc nó thường được gọi là salty, dịch vui có thể gọi là vựa muối. Hãy cùng mình khám phá vị vua của bộ cá sấu nhé. Tên khoa học của cá sấu nước mặn là Crocodylus porosus. Hiện tại chúng ta được biết rằng có 16 loài trong họ cá sấu thực sự crocodile. Cá sấu nước mặn là loại dài nhất, nặng nhất và cũng hung dữ nhất. Cá sấu thực sự, tức crocodile, cùng với cá sấu mỏng ngắn alligator và cá sấu mỏng dài gharial đều thuộc bộ cá sấu. Bộ là một nhóm các động vật có họ hàng với nhau. Những động vật thuộc bộ cá sấu Crocodilia đã từng sống trên trái đất hàng triệu năm trước. Về kích thước, một con cá sấu nước mặn được trưởng thành từ thanh niên đến trung niên thường có chiều dài từ 3,5 đến 6 mét và nặng từ 200 đến 1.000 kg. Trung bình, những con đực trưởng thành có chiều dài từ 4,3 đến 4,9 mét và nặng từ 408 đến 522 kg. Tuy nhiên, kích thước trung bình phần lớn phụ thuộc vào vị trí, môi trường sống và sự tương tác với con người, và do đó thay đổi từ chỉ số này sang chỉ số khác. Con cá trưởng thành thường có chiều dài chỉ từ 2,7 đến 3,1 mét và nặng từ 76 đến 103 kg. Quả là rất thấp bé nhẹ cân so với con đực, phải không nào? Một cặp đũa tương đối lệch. Cá sấu nước mặn được xem là khủng long còn sống và đứng đầu chuỗi thức ăn. Vựa muối không chỉ là loài bò sát lớn nhất trên thế giới, mà tổ tiên chúng đã xuất hiện lần đầu tiên cách đây hơn 240 triệu năm vào thời đại Trung sinh. Chúng có thể sống đến 80 tuổi, ngày nay cũng vậy, và phát triển chiều dài từ 3 đến 7 mét. Bộ cá sấu đã từng đứng đầu trong chuỗi thức ăn của động vật. Cá sấu nước mặn là động vật được bảo tồn sau khi gần như tuyệt chủng. Trong suốt thế kỷ trước, vựa muối bị săn bắt gần như đến mức tuyệt chủng. Tuy nhiên, vào năm 1971, chúng đã trở thành một loài cần được bảo vệ. Vì vậy, số lượng cá sấu được tăng lên đáng kể. Hiện tại, người ta tin rằng có khoảng 150.000 con cá sấu nước mặn đang sinh sống ở vùng trù phú nhất ở Bắc Úc. Ngày nay, chúng cũng được ưu tiên bảo vệ từ tổ chức bảo tồn chiến binh hoang dã của Steve Irwin. Bạn có thể bắt gặp chúng ở gần vườn bách thú Australia Zoo. Cá sấu nước mặn không thể tự tạo ra nhiệt hoặc mồ hôi để giữ mát. Giống với hầu hết các loài bò sát khác, cá sấu là loài máu lạnh và không thể tự sản sinh nhiệt. Vì vậy, chúng thường sẽ nằm không hoạt động hoặc ngủ đông vào mùa lạnh hơn. Mặc dù yêu thích cái nóng và sống ở vùng khí hậu nhiệt đới, nhưng chúng không thể tiết ra mồ hôi. Vì vậy, để giải nhiệt, chúng thường ở dọc theo bờ sông và há miệng chờ sung. Chúng tiết mồ hôi thông qua miệng. Cá sấu nước mặn có thể nghiền nát bạn bằng hàm của chúng một cách dễ dàng. Một con người có thể tạo áp lực khoảng 46 kg trên một inch vuông với hàm của mình, trong khi cá sấu có thể tạo áp lực lên tới 2,3 tấn trên một inch vuông bằng hàm của chúng. Mặc dù vậy, nhưng lực mở hàm của chúng lại rất yếu, tức bạn có thể dễ dàng buộc miệng cá sấu bằng dây cao su. Lực cắn siêu mạnh đó cho phép chúng ăn động vật có vú, chim và cá. Tuy nhiên, chúng không kén ăn mà còn rất thích thú khi được thưởng thức bất cứ thứ gì, ngay cả khi đó là một con trâu nước nặng đến 1 tấn. Mặc dù chúng được biết đến rằng sẽ tấn công con người, nhưng có báo cáo cho rằng trung bình chúng giết ít hơn một người mỗi năm. Cá sấu nước mặn nổi tiếng với đòn vòng xoay tử thần cực kỳ nguy hiểm. Đòn tấn công đáng sợ nhất của chúng được gọi là vòng xoay tử thần, dùng để phá vỡ sự cân bằng trọng tâm của những con mồi to lớn, khiến chúng dễ dàng bị kéo xuống nước. Thông thường, vựa muối sẽ quan sát con mồi từ dưới nước và phục kích con mồi, sau đó kéo nạn nhân xuống nước. Khi con mồi quá to hoặc phản công lại, chúng sẽ cuộn cơ thể của mình dưới nước để làm mất phương hướng của con mồi, nhờ đó chúng dễ dàng ăn thịt hơn. Chế độ ăn của cá sấu nước mặn thay đổi từ động vật giáp xác và cá khi chúng còn trẻ, đổi sang chim, rùa biển và động vật có vú như trâu nước, khỉ và lợn rừng khi chúng trưởng thành. Từ năm 1974 đến năm 2015, 21 người đã bị giết bởi cá sấu nước mặn ở khu vực phía bắc của Úc, nơi mà biệt danh Salty hay vựa muối được tạo ra. Vào những năm 1970, số lượng cá sấu cửa sông ở khu vực phía bắc của Úc đã giảm xuống còn 3.000 con do chúng bị săn trộm để lấy da. Khi được bảo vệ, số lượng cá sấu nước mặn đã phục hồi và đạt hơn 150.000 cá thể trưởng thành. Nhờ tuyến bài tiết muối nằm dưới lưỡi, cá sấu nước mặn có thể sống trong môi trường đại dương và thậm chí cả vùng nước mặn hơn như thế.
Cá sấu nước mặn có một chiếc vang ở sau cổ họng giúp chúng có thể mở miệng trong khi thở bằng mũi mà không nuốt phải nước. Vựa mũi giao tiếp bằng cách phát ra những tiếng ré lên và gầm gừ. Điều đó giúp con trưởng thành truyền tải các tín hiệu về sinh sản và lãnh thổ. Ở những con sông nằm ở phía đông, tây và nam thuộc khu vực phía bắc của Úc, những chú cá sấu bị nhầm lẫn tên gọi. Những nhà thám hiểm ban đầu nhìn thấy cá sấu nước mặn ở đó đã cho rằng chúng là cá sấu mõm ngắn alligator. Bộ não của cá sấu nước mặn có kích thước chỉ bằng quả óc chó. Mặc dù vậy, cá sấu nước mặn thông minh hơn hầu hết các loài bò sát khác. Bạn có thể nhận biết sự khác biệt giữa cá sấu thực sự và cá sấu mõm ngắn bằng cách nhìn vào răng của chúng khi hàm của chúng đóng lại. Tất nhiên là đừng đến quá gần nhé. Bạn sẽ nhìn thấy những chiếc răng từ cả hàm trên và hàm dưới của cá sấu thực sự nằm ngoài miệng của nó. Còn đối với cá sấu mõm tủn, chỉ có những chiếc răng mọc từ hàm trên là có thể nhìn thấy khi chúng ngậm miệng lại. Cá sấu nước mặn có thể chạy và bơi nhanh như thế nào? Bạn đã bao giờ nghe qua rằng một con cá sấu sẽ có thể chạy nhanh hơn cả bạn khi nó trên cạn không? Mặc dù vựa múi có đôi chân ngắn, nhưng chúng vẫn có thể chạy với tốc độ 14 km/h ở những quãng đường ngắn. Tuy nhiên, khi con người trưởng thành thì hầu hết có thể chạy nhanh hơn cá sấu nước mặn. Và đừng quên là nhớ chạy trên một đường thẳng, vì chạy theo đường zig zag sẽ không ổn đâu nhé. Tuy nhiên, bạn hãy quên chuyện có thể bơi thắng cá sấu nước mặn đi là vừa. Cá sấu nước mặn có thể bơi với tốc độ lên đến 29 km/h trong một quãng đường ngắn. Khi bơi, các chi của chúng hoạt động rất ít và chính chiếc đuôi lớn sẽ đẩy chúng qua bề mặt nước. Đó là lý do vì sao bạn cần phải cẩn thận khi đến quá gần mép nước ở khu vực có cá sấu sinh sống. Mặc dù bạn có thể chạy nhanh hơn nó trên bãi đất trống, nhưng trong điều kiện trơn trượt gần mặt nước, loài bò sát này có lợi thế hơn. Cá sấu nước mặn dùng đuôi và chân để phóng lên khỏi mặt nước và bắt lấy con mồi trước khi chúng kịp phản ứng. Cá sấu nước mặn được tìm thấy ở đâu? Chúng được tìm thấy ở Ấn Độ, Đông Nam Á và Úc. Các quốc gia có quần thể cá sấu nước mặn gồm Ấn Độ, Bangladesh, Sri Lanka, Miến Điện, đảo New Guinea và Úc. Ở Úc, loài này được tìm thấy ở khu vực phía bắc Tây Úc và khu vực phía bắc, cũng như ở bắc và đông Queensland. Có từ 100.000 đến 200.000 cá thể ở Úc. Loài cá sấu khác duy nhất ở Úc là cá sấu nước ngọt. Ở một số khu vực, cả hai loài này đều được tìm thấy. Tổ cá sấu nước mặn chỉ đơn giản là bãi bùn và thảm thực vật. Chúng thường nằm trên bờ sông hoặc gần mặt nước trong các đầm lầy. Cá sấu cái thường đẻ một lứa trứng mỗi năm vào mùa mưa. Khoảng 40 đến 60 trứng được sinh ra và bao phủ trong tổ. Cá sấu cái sẽ bảo vệ tổ khỏi các loài động vật săn trộm trứng. Khi trứng nở, nó sẽ mang những con non xuống nước bằng hàm của mình. Khi xưa ta bé. Khi mới nở, vựa múi chỉ dài khoảng 28 cm. Từ khi nở, chúng phát triển đến chiều dài hơn 1,8 m ở con cái hoặc 3,1 m ở con đực trước khi chúng có thể sinh sản. Như vậy là đã to lên rất nhiều. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến trứng. Giống với nhiều loài bò sát khác, nhiệt độ của trứng quyết định giới tính của con non. Trong tổ có thể có sự chênh lệch nhiệt độ dẫn đến số trứng sinh ra cả đực và cái. Trứng lạnh hơn một chút sẽ nở ra con cái và trứng hơi nóng hơn sẽ nở ra con đực. Về vấn đề biến đổi khí hậu, việc giới tính phụ thuộc vào nhiệt độ này có khả năng bị ảnh hưởng xấu khi đối mặt với việc biến đổi khí hậu. Chỉ cần tăng lên vài độ C cũng có thể khiến số lượng con đực được sinh ra nhiều hơn con cái. Điều này có thể khiến số lượng cá sấu nước mặn giảm mạnh, do số lượng con cái có thể sinh sản giảm đi nhiều. Tỷ lệ trọi tăng cao khiến nhiều con đực bị ế. Hành vi của loài cá sấu nước mặn. Một hành động để phân biệt cá sấu nước mặn với các loài khác là khả năng sống trong môi trường nước mặn. Chúng cũng khác với những loài cá sấu khác trong tập tính xã hội. Nhiều loài cá sấu khác sẽ nằm phơi nắng thành các nhóm lớn và thậm chí chia sẻ xác con mồi. Tuy nhiên, cá sấu nước mặn sẽ không chấp nhận chuyện này. Cá sấu nước mặn có phải là một thú nuôi tốt không? Không, cá sấu nước mặn không phải là vật nuôi tốt. Mình không nghĩ rằng phần này cần giải thích nhiều. Hiểu đơn giản thì động vật ăn thịt khổng lồ, cộng trở thành vật nuôi trong nhà bằng thảm họa. Về niềm tin, sự mê tín và nỗi ám ảnh về loài cá sấu nước mặn. Những người Úc bản địa tin rằng cá sấu nước mặn bị cấm sử dụng nước ngọt
vì chúng đang mang trong mình những linh hồn xấu xa và khi trưởng thành lại trở nên quá to lớn. Mặt khác, người dân bản địa lại rất tôn thờ cá sấu nước ngọt. Ngược lại, ở Timor, người bản địa coi cá sấu nước mặn là những vị thần. Có truyền thuyết kể rằng một con cá sấu khổng lồ đã định hình nên hòn đảo này. Cá sấu nước mặn và sự tương tác với con người. Những con cá sấu này là một trong những loài có khả năng tấn công con người cao nhất. Chúng khá hung dữ và đủ lớn để có thể dễ dàng xem con người là con mồi. Nếu một con cá sấu nước mặn chộp được bạn, tỷ lệ sống sót của bạn là rất thấp. Ở những khu vực có cá sấu nước mặn, việc làm được khuyến khích duy nhất là phải tránh môi trường sống của chúng hết sức có thể. Dù vậy, các vụ tấn công dẫn đến tử vong được ghi nhận ở những khu vực phổ biến, cụ thể là ở Úc, vẫn chỉ ở mức 1 hoặc 2 vụ mỗi năm. Có thể có các cuộc tấn công bên ngoài nước Úc nhưng không được báo cáo, đó là ở khu vực nông thôn. Ok, video mặn mòi của mình đến đây là hết. Hãy bấm đăng ký nếu bạn thích khám phá động vật nhé. Cảm ơn các bạn và xin hẹn gặp lại.